Chào mừng các bạn đến với liệu trình giảm cân giảm mỡ 30 ngày cùng Đặng Kim Toàn. Bài của ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách hấp thụ năng lượng vào cơ thể chúng ta nhé. Cụ thể là ruột non, chức năng làm việc của ruột non, đúng không ạ? Chúng ta đều biết này, có rất nhiều người Kim Toàn biết là không hề có ô tô, thậm chí cũng chẳng có điện thoại xịn, nhưng họ có thể nói vanh vách về cái chức năng của cái chiếc ô tô đó, 100 km chạy ra làm sao, rồi lên xuống mở cửa tự động, mở cốp tự động hay là cái gì đó, tự nánh nái, tự gì làm sao, tự ghi nhớ đủ thứ vân vân và mây đúng không? Có nghĩa là họ rất là giỏi về những cái kiến thức chả có giá trị gì cho cơ thể của họ cả. Điều đó không chứng minh được một điều gì nhé, mà chỉ chứng minh rằng là thực sự là họ cực kỳ thông minh. Nhưng các cái kiến thức ứng dụng để thực sự mà ngấm vào cơ thể chúng ta, có giá trị cho cơ thể chúng ta, là họ không có nhiều thời gian để dành cho việc đó. Không phải là họ thực sự là thiếu thời gian, mà họ không thích, không đánh giá được cái tầm quan trọng của việc đó. Thay vì chúng ta bỏ rất là nhiều thời gian và kiến thức đi tìm hiểu những vấn đề gì đó có ít giá trị đối với cơ thể chúng ta, nhưng chúng ta lại dành rất ít thời gian vào cái việc nào đó mà có giá trị thực sự cho cơ thể chúng ta, đến một cái độ tuổi nhất định nào đó rồi mà thậm chí này, tất cả những người đang lắng nghe Kim Toàn chia sẻ đây, hầu hết là những người đã bắt đầu cắt dần những thứ ít có giá trị đối với cơ thể của mình, và chúng ta chỉ tập trung vào những cái điều gì đó mà thực sự nó có giá trị với cơ thể của mình. Chúng ta chẳng nợ ai một cái gì cả, chúng ta chẳng nợ bất kỳ ai một điều gì cả, kể cả bố mẹ lẫn con cái, đúng không? Chúng ta chỉ nợ cơ thể của mình thôi. Chúng ta luôn luôn có thể nhắc rằng là chúng ta biết ơn cái này, chúng ta biết ơn cái điều khác, biết ơn vũ trụ, biết ơn người xung quanh, nhưng chưa bao giờ chúng ta biết ơn cái ruột non của mình, đúng không? Chưa bao giờ biết ơn cái trái tim của mình, cái dạ dày của mình, hàng ngày nó đang làm việc lao động miễn phí cho chúng ta, nhưng chưa bao giờ chúng ta ăn một miếng gì đó, hay là hạ cốc rượu của mình xuống, hay là hạ cốc nước ngọt xuống để chúng ta nhớ về cái ruột non của mình, nhớ về trái tim của mình, nhớ về lá gan của mình, nó đang mệt mỏi vì nó ăn quá nhiều, ăn sai thức ăn, đúng không? Rồi tuyệt vời, sau đây mời các bạn vào tập cùng với Kim Toàn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần khởi động, xoay tay bên trái trước. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu khá là nhiều về các vấn đề liên quan đến ruột non của chúng ta. Đổi bên. Thôi xoay cổ. Đổi bên. Nghiêng hai bên. Cố trước sau. Vung tay. Vung lên. Thôi vâng ạ. Thôi, bước rộng hai chân. Thôi, xoay hông. Rộng hông của mình. Đổi bên. Thôi, xoay gối, xoay vào trong. Đầu ra. Chùm hai chân.
đổi bên. Thôi, căng cơ. Nghiêng trái. Đổi bên. Thôi, sai trái. Đổi bên. Thôi, đẩy lên. Đan tay vươn, nâng cao vai lên, thôi cong vai, đổi bên. Thôi lên, căng tay. Đổi bên. Thôi, bước xuống chân. Mở mũi chân nghiêng trái. Nên, đổi bên. Thôi lên, gặp người. Ôm chân lên trái, gập sâu người xuống.
đổi bên. Thôi, đeo không? Cứ hạ thấp đến ngưỡng có thể thôi. Đổi bên. Đeo gối với dài tay của mình về trước. Đổi bên. Thôi, sao sao. Đổi bên. Thôi, vần người. Đổi bên. Thôi, hai tay đẩy sang hai bên, ngồi thấp xuống. Thôi, nhổm dậy. Đẹp của chân. Đổi bên.
nghiêng cạnh. Càng khởi động kỹ thì lợi ích sẽ càng lớn. Đổi bên. Rồi, vừa rồi là phần khởi động nhé. Sau đây chúng ta sẽ vào tập luôn, vào phần chính của bài tập. Động tác khá là đơn giản thôi. Khép chặt hai chân của mình vào nhau, thì trái núi nào. Thật đủ nịnh này, hít vào đan 10 ngón tay vào nhau. Hít vào sâu hơi, rút cao cuộc sống của mình lên. Nâng cao vai lên, rồi nhắm mắt lại. Cố gắng nha, hướng toàn bộ cái sự chú ý của mình xuống các đầu ngón chân. Sao cho đứng thật là vững chãi này, chắc chắn, chặt chẽ. Chỉ cần không đổ trước 45 giây là sẽ có tác dụng rồi. Duy trì nhá, nâng cao vai của mình lên. Về cách thức tập luyện động tác, Kim Toàn nói rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Các bạn đừng quá quan trọng vào cái việc mình tập đúng hoặc sai. Không bổ chỗ này thì sẽ bổ chỗ khác, không sao cả. Quan trọng nhất chính vẫn là cái kiến thức, cái tư duy ở trong người chúng ta, trong đầu chúng ta. Chúng ta có thể dùng rất nhiều cách khác nhau để nâng cao sức khỏe của mình lên. Thì yoga chỉ là một trong tất cả những giải pháp chúng ta có thôi. Nâng cao vai lên. Nâng cao vai của mình lên. Rồi, chậm rãi nào. Từ từ buông tay xuống. Tiếp tục này, đan 10 ngón tay vào nhau. Hít vào nâng cao ngực lên. Rồi, cúi xuống thoải mái thở ra. Thì tay chân nhá, vẫn hướng hết tất cả sự chú ý của mình vào đầu ngón chân. Hầu hết tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe, sắc đẹp và cả bệnh tật của chúng ta đều ít nhiều liên quan đến tới chân của chúng ta. Đại đa số các vấn đề liên quan là do chúng ta ít sử dụng chân trong một thời gian quá dài, dẫn tới là toàn bộ cơ thể chúng ta sẽ bị xuống cấp. Hầu hết mọi người làm vậy nhá. Khi chúng ta sử dụng nhiều chân thì tự động các cái phần eo, phần bụng của chúng ta sẽ hoạt động mạnh hơn. Nào, duy trì nào. Cúi cái đầu xuống, cảm nhận cái sự tròng trành của mình. Cứ hít thở tự nhiên bình thường thôi, không cần phải nín thở. Chỉ khi duy trì tĩnh thật tĩnh, tối thiểu 45 giây và tối đa khoảng 2 phút đổ lại, thì cơ thể chúng ta mới có sự biến đổi được, mới có sự tích lũy sức khỏe và sắc đẹp. Tránh cái trường hợp là chúng ta tập xong nó hết vốn luôn, có nghĩa là xử lý đến đâu thì dùng trong ngày đến đó là hết luôn. Bình tĩnh đặt hai tay vào lưng, tiếp tục phải chống hai tay vào hai đầu gối để đứng dậy cho dễ. Rồi hơi trùng đầu gối một chút xíu, đứng dậy cho nhàn. Rồi thoải mái. Rồi tiếp tục này, mở rộng hai chân của mình bằng vai. Bằng vai nhá. Hít vào vươn lên. Hai tay túm hai cái cùi chỏ của chúng ta. Nghiêng người sang bên phải nào. Căng nhá. Hầu hết các động tác của ngày hôm nay chúng ta tập vào chân với eo là chính. Càng căng càng tốt, càng giác càng tốt. Tiêu đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ruột non của chúng ta. Trước tiên chúng ta phải gọi tên được cái vấn đề của chúng ta ra. Bất kỳ một vấn đề gì trong cuộc sống đó, chúng ta phải gọi tên được cái vấn đề đó ra. Tránh cái trường hợp mà chúng ta nói từ đầu đến cuối mà người ta chả hiểu mình nói cái gì đó. Thì đầu tiên cái vấn đề của chúng ta tên là ruột non. Thì các bạn sẽ tìm hiểu được ngay à, ruột non nó có tác dụng gì đối với cơ thể của chúng ta đó. Chứ không thể nói lan man sang các việc khác. Chức năng làm việc của ruột non là gì? Đó. Tác dụng của ruột non có tác dụng gì đối với cơ thể của chúng ta và các cái vấn đề sức khỏe liên quan đến ruột non của chúng ta ảnh hưởng tới chính chúng ta đúng không? Duy trì nhá. Các bạn hình dung một cách đơn giản này. Dạ dày của chúng ta chỉ có cái chức năng là nghiền thức ăn thôi, nghiền thành bột, ví dụ như nghiền thành cháo chẳng hạn. Thì các bạn có để ý rằng là chúng ta ăn cháo vào, chúng ta có cảm giác là rất là nhanh hồi phục sức khỏe đó. Rồi siết chặt eo trái lên.
Lý do là khi chúng ta nấu chín, nấu kỹ thức ăn, nấu nát thức ăn rồi, tiếp tục đổi bên thì dạ dày sẽ không cần phải nghiền nữa, mà thức ăn sẽ trôi qua dạ dày luôn xuống phía dưới ruột non. Thì đó có thể gọi nhá là dinh dưỡng tế bào. Có nghĩa là làm sao? Tất cả những cái loại dinh dưỡng gì mà chỉ mất khoảng tầm 2 phút đổ lại mà đã đi được vào tận trong tế bào của chúng ta rồi thì đó gọi là dinh dưỡng tế bào nhá. Khoảng 2 phút đổ lại. Các bạn có thể hình dung ở đâu đó trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cái loại dinh dưỡng đó. Ví dụ cháo nấu nát này, hoặc là nước ép dưa hấu này. Nước ép dưa hấu mà các bạn ép ra, các bạn ăn dưa hấu, ăn cả miếng nhá, thì nó vẫn là đường chậm. Nhưng nếu như các bạn ép nước ra, xong rồi hơi hâm nó ấm ấm nóng nóng lên một chút thì tự động nó trở thành đường rất là nhanh. Chúng ta chỉ mất còn tầm 2 phút thôi là chúng ta đã cảm thấy thoải mái. Khi vừa đặt cốc nước xuống cái chúng ta đã cảm thấy có năng lượng ngay rồi, đúng không? Thì đó là những loại năng lượng rất là nhanh. Nhưng nếu như chúng ta ăn thức ăn thô thì năng lượng chậm và chúng ta no rất là lâu, đúng không? Nào, duy trì nhá. Rồi, sit down lên. Chậm rãi này, buông tay. Tiếp tục này, các bạn xoay người sang trái nhá. Xoay người sang trái, rồi. Xoay toàn thân sang trái. Rồi, tiếp tục này. Hít vào, vươn tay lên thấy mạnh mẽ nhá. Rồi, trùng chân bẻ cong này. Chúng ta sẽ chia đều trọng lượng thân của mình lên hai chân. Duy trì nào. Rồi, bẻ cong cái cuộc sống của mình về sau. Chia đều thật là khéo nhá, trọng lượng thân thể của mình lên hai chân. Thì các bạn hình dung này, cái dạ dày chỉ để nghiền thức ăn thôi. Và cái ruột non của chúng ta thì có cái chức năng nhiệm vụ là nó hấp thụ cái dinh dưỡng mà chúng ta được nghiền thông qua dạ dày, nghiền nát thôi nhá. Chứ ruột non cũng không có nhiều cái chức năng để nghiền thức ăn đâu, mà chỉ có chức năng là tiết ra các loại men để tiêu hóa những loại thức ăn đó, hoặc lên men các loại thức ăn đó cho quá trình hấp thụ nó dễ dàng hơn thôi. Thì nếu như nhìn tổng thể thì ai cũng có thể biết được rằng là cái ruột non của chúng ta là có cái chức năng nhiệm vụ là hấp thụ thức ăn. Nhưng cụ thể là cái bộ phận nào đó, phải có cái bộ phận chính xác, bộ phận nào đó, chứ không phải là cả cái ruột non đó, cả cái thành cái vách ruột non đó, đúng không ạ? Giả thiết như chúng ta giết con heo đấy, cái ruột non của con heo thì chúng ta cũng chỉ nhìn cái ruột heo, cái lớp màng màng nhầy nhầy thôi, đúng không? Nhưng nếu như soi dưới kính hiển vi thì toàn bộ ruột non của chúng ta nó giống như cái nòng của quả sung đấy. Các bạn hình dung cái quả sung ở trong miền Nam gọi là quả gì, mật ấy, quả mật, ngõa mật, đúng không? Có cả ngõa mật và quả sung khá là giống nhau. Duy trì nhá. Ở bên trong nó có cái lông ruột, người ta gọi là lông ruột hoặc là vi nhung mao. Khoa học thì gọi là vi nhung mao, còn mọi người hay quen gọi là lông ruột. Thì các cái lông ruột đó nó có cái chức năng, nó giống như là nó giữ thức ăn và nó chuyển hóa thức ăn, đưa thức ăn vào máu của chúng ta. Nào, duy trì nhá. Rồi, từ từ đứng dậy. Thoải mái buông tay thở ra. Tiếp tục đan hai tay vào nhau, thế càng duỗi nào. Từ từ hít sâu một hơi, bình tĩnh thôi. Đừng có lúi húi nhìn xuống dưới. Rồi, duỗi xuống thở ra. Có rất nhiều người trong cuộc sống đấy, họ ăn uống rất là đơn giản mà vẫn là béo, vẫn là khỏe. Lý do là cái lông ruột của họ nó hấp thụ thức ăn rất là tốt. Quá trình nghiền thức ăn là cỏ dạ dày nhá, còn quá trình hấp thụ được thức ăn vào trong máu thì lại là cái lông ruột. Và cái quá trình ăn được cái thức ăn đó nhiều hay ít lại do sức khỏe của tế bào. Có nghĩa là chúng ta để đưa được một giá trị dinh dưỡng nhất định vào trong cơ thể chúng ta, giả thiết với giá trị là 10.000 đồng, tính theo số tiền con số nhé, thì chúng ta sau khi công chế biến, nhai, nuốt, nghiền thì đưa được vào tận tế bào. Có những người thì nhận được đủ 10.000 đồng, nhưng có người thì nhận được khoảng 2-3.000 thôi. Thì theo công thức tính cứng của trên toàn thế giới đấy, tất cả những ai mà hấp thụ được trên 50% tổng lượng thức ăn đưa vào người thì đó là hệ tiêu hóa tốt, trên 50% nhé, quá bán là tốt rồi, đúng không? Còn nếu như bất kỳ ai mà hấp thụ được dưới 50% cái lượng dinh dưỡng đưa vào người, đưa vào tận trong tế bào ấy, thì đó là hệ tiêu hóa và hệ chuyển hóa rất là kém. Thì giờ chúng ta sẽ xử lý từng vấn đề một nhé. Để xử lý được ruột non thì cần có rất nhiều vấn đề. Thì vấn đề đầu tiên là phải xử lý cái dạ dày trước. Dạ dày chúng ta phải nghiền thức ăn thật là tốt. Nếu như có ai đó mà có vấn đề sức khỏe về dạ dày thì buộc phải xử lý cái dạ dày của mình trước đi, đúng không? Hoặc trong trường hợp không xử lý được cái dạ dày thì buộc phải nghiền những cái loại thức ăn của mình ra để dạ dày đỡ phải làm việc. Thì ở đây cụ thể rất là nhiều người lớn tuổi, đúng không? Các cô, các chú lớn tuổi, răng cũng yếu rồi, dạ dày cũng yếu rồi, thì buộc phải ăn những cái đồ nó nát nát lên một chút, đúng không? Thì dạ dày mình nó làm việc chỉ còn sơ sơ thôi thì thức ăn nó đã tốt rồi. Mà hiện tại bây giờ thì trong cuộc sống cũng như thị trường bán rất nhiều những cái loại thực phẩm có sẵn đó. Đặt tay vào hông, bình tĩnh. Nào, siết chặt eo đứng dậy.
Rồi, bình tĩnh thôi. Tiếp tục này. Quay người lại. Rồi, thì trái núi tiếp này. Hít vào, vươn cao lên. Xòe thật rộng lòng bàn tay nhé. Hướng lòng bàn tay lên trên, các ngón tay xoay sang hai bên. Rút dài cuộc sống của mình lên. Rồi, nâng cao vai lên, rút dài cuộc sống lên. Rồi, rút dài, rút căng lên. Tiếp tục nhé. Vừa rồi Kim Toàn chia sẻ đúng không ạ? Có rất nhiều người có vấn đề về dạ dày rất là yếu, nhưng do lại cứ thích ăn những loại thức ăn mình ăn quen đấy. Và cũng một phần nữa là mọi người không nghĩ ra là dạ dày mình yếu như vậy thì mình vẫn ăn đồ nát được cơ mà. Có nhất thiết là phải ăn đồ cứng đâu. Có rất nhiều người trông vậy thôi mà kém thực sự đấy, kém lắm ấy. Mặc dù cứ ăn vào xong người kêu đau bụng, cứ ngày này tháng nọ năm kia, nhưng không biết là có một cái giải pháp nấu nát thức ăn ra một chút thôi thì mình ăn nó đỡ bị đau dạ dày đúng không? Thì cái giải pháp đầu tiên là trong trường hợp cái dạ dày của chúng ta bị yếu do bệnh tật hoặc sức khỏe của nó kém thì chúng ta ăn những loại thức ăn nó nát ra một chút thì xử lý được vấn đề ngay đúng không? Còn trong trường hợp chúng ta muốn sử dụng các cái phương pháp chữa bệnh bằng thuốc tây hoặc đông y thì chúng ta cứ xử lý nhá, cứ chủ động xử lý. Thì Kim Toàn không có nhiều cái chuyên môn về cái mảng thuốc tây thì nhá, không chia sẻ được nhiều. Rồi, thì cái bước thứ hai là chúng ta sẽ hấp thụ thức ăn ở ruột non. Thì bây giờ vấn đề chỗ nào hấp thụ thì chúng ta sẽ xử lý chỗ đấy. Các bạn hình dung này, vừa rồi Kim Toàn có nói là các cái lông ruột của chúng ta hoặc là vi nhung mao nó giống như là cái hoa của quả sung đấy. Cây sung nó rất là lạ, cái hoa nó lại nằm ở phía trong đúng không? Thì nó cũng giống y xì cái ruột non của chúng ta. Nâng cao vai lên. Nâng cao vai lên, rút dài cuộc sống lên. Vậy thì để hấp thụ được thức ăn, cái lông ruột của chúng ta phải thật khỏe mạnh. Thật khỏe mạnh nhá, từ từ buông tay. Rồi, chậm rãi thôi. Rồi, xoay người sang bên phải. Tiếp tục này, hít sâu một hơi. Đan tay. Rồi, đè xuống thở ra. Thì trước tiên ấy, để làm cho cái lông ruột của chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta cần phải cắt tất cả những cái loại thực phẩm nó ảnh hưởng tới cái lông ruột. Cái lông ruột này nó hoạt động automatic, có nghĩa là nó là hệ thần kinh, cái hệ thần kinh thực vật. Nó không bị phụ thuộc bất kỳ một ai điều khiển cả. Cứ có thức ăn là tự động nó hoạt động. Thì tất cả những thứ liên quan đến cái hệ thần kinh, ảnh hưởng tới hệ thần kinh thì chúng ta cần phải hạn chế và cắt bớt dần đi nhá. Các bạn có để ý thấy rằng là hệ tiêu hóa của chúng ta hỏng đa phần là do chúng ta căng thẳng, stress. Và khi căng thẳng, stress thì chúng ta làm sao ạ? Càng sử dụng nhiều các cái thức ăn, các cái đồ uống có chất kích thích. Ở đây thì có thể cái hệ thần kinh của chúng ta nó khỏe thì chúng ta có thể hấp thụ được những cái loại chất kích thích đó rất là tốt, thậm chí còn phiêu cơ. Nhưng ở đây có một vài bộ phận trong cơ thể của chúng ta thì nó không khỏe được như chúng ta, thì lâu dần nó dẫn tới là tổn thương đúng không ạ? Như các buổi trước Kim Toàn chia sẻ rồi, có rất nhiều người cơ bắp rất là khỏe, ý chí rất là mạnh mẽ, nhưng các cơ quan nội tạng bên phía trong thì lại rất là yếu đúng không? Hoặc có người cơ bắp thì rất là tốt nhưng mà xương thì lại yếu, hoặc ngược lại, rất là nhiều vấn đề khác nhau, nan giải, rất là nan giải. Không phải cơ thể chúng ta mà nó khỏe, tất cả mọi chỗ cùng khỏe. Các bạn hình dung ạ, có chỗ thì khỏe 10, có chỗ chỉ khỏe 6 thôi. Nó không thể hỗ trợ nhau một cách triệt để được. Thì cái nông ruột của chúng ta cũng vậy. Việc đầu tiên các bạn phải để ý một chút, quan sát một chút, xem cái lông ruột của mình nó nhạy cảm, nó có vấn đề gì với một số loại thực phẩm hay là các cái đồ uống. Rồi bình tĩnh, đặt hai tay vào hông. Trong trường hợp khó quá không đứng dậy nổi thì các bạn có thể chống một tay vào gối, hỗ trợ đứng dậy cho nó nhàn hơn một chút. Rồi, được rồi, tuyệt vời. Tiếp tục nhá. Bước rộng hai cái chân của mình này, có thể nhá, hoặc hít vào. Nếu đứng vững rồi thì hít vào luôn. Rồi, bẻ cong thật thoải mái nào. Phải thật khéo léo nhé. Chia đều trọng lượng thân của mình lên hai chân, thật khéo thôi. Nếu trong trường hợp mình đứng cảm thấy nó khó chịu quá, mình có thể xê dịch một chút. Duy trì. Nâng cao vai lên. Đó là cái bước đầu tiên chúng ta cần xử lý là hạn chế và cắt dần, cũng như là quan sát xem cái bộ phận cơ thể đó của mình ấy, cái lông ruột ấy, nó có nhạy cảm và ảnh hưởng đối với một số loại thực phẩm nào đó thì chúng ta cần phải xử lý rất là khéo nhé, phải có nghĩa là phải tinh tế đấy. Thay vì chúng ta hướng ngoại thì chúng ta phải hướng nội thật sự đấy. Rồi đến cái bước thứ hai là chúng ta cần vệ sinh nhé. Vệ sinh các bạn hình dung này, hàng ngày chúng ta đều tắm đúng không? Và hàng ngày đều đánh răng.
Nhưng hầu như chưa bao giờ mọi người có một cái liệu trình thải độc ruột. Ví dụ tẩy giun thì một năm sẽ làm 2 lần, đúng không? Nhưng làm sạch dạ dày thì hầu như chưa ai bao giờ làm. Làm sạch ruột non thì lại càng không. Và làm sạch ruột già thì lại càng không, đúng không? Làm sạch xương, làm sạch cơ bắp cũng càng không. Có nghĩa là những cái từ khóa đó, cái dạng kiến thức đó đối với chúng ta có khi là nó còn khá là xa vời. Thậm chí chúng ta còn nghi ngờ về cái điều đó là nó có thực sự có các giá trị hay không. Từ từ đứng thẳng dậy, thật thoải mái buông tay nào. Chậm rãi thôi. Tiếp tục thấy con rắn nhá. Các bạn chống tay của mình xuống, bước lùi 2 chân về sau, đẻ cong nào. Người Việt của chúng ta có một số thứ rất là thú vị. Có nghĩa là cái tính chất gọi là hơi chạy theo quần chúng. Giả thiết này, cứ thấy cái gì tốt, có một chu kỳ xã hội là cứ thấy cái gì tốt là đồn nhau để nhà nhà cùng ăn, người người cùng ăn. Ví dụ như bây giờ gạo nứt, rõ ràng giá trị của gạo nứt thì rất là tốt. Nhưng mà lại đi nấu cháo gạo nứt, xong rồi ăn đến 2 bát cơm gạo nứt, thì có khác gì ăn 2 bát cơm trắng đâu. Chả khác gì cả. Chỉ là cái lượng năng lượng đưa vào người nó là chuyển hóa chậm thôi, đúng không? Hầu như mọi người đều là thấy ai làm gì thì mình làm đó. Và khi nhiều người làm rồi thì chúng ta cũng khỏi thắc mắc luôn, đúng không? Từ vấn đề kinh tế cho tới vấn đề sức khỏe hay tất cả các vấn đề khác, chăm sóc, giáo dục đều thế hết. Hầu hết đều như vậy hết. Và cái gì đó mà mới nên mẻ có thể là rất tốt ở một quốc gia khác, nhưng khi đưa về quốc gia của mình thì lại từ chối. Có nghĩa là chúng ta thấy một cái điều gì đó mà nó chưa thực sự quen với chúng ta thì chúng ta sẽ dễ dàng từ chối, thậm chí còn phản bác, đúng không? Nhưng ấy, cũng có rất nhiều thứ mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta rất là trầm trọng, nhưng chúng ta lại rất vui vẻ chấp nhận. Ví dụ hút thuốc, uống rượu, đúng không? Hai cái thứ mà nó âm thầm giết chết sức khỏe của chúng ta hàng ngày, đặc biệt là đối với nam giới. Còn đối với nữ giới thì là nghiện những cái đồ ăn ngọt. Có nghĩa là những cái thứ đó ở thế giới họ không dài, không dùng, họ chỉ thưởng thức thôi. Các nước tiên tiến họ chỉ thưởng thức cái rượu thôi, hoặc là thưởng thức thức ăn, thực phẩm thôi. Và họ cũng ăn đường ở cái ngưỡng nhất định, họ chỉ ăn đường chậm là chính thôi. Đường tự nhiên của buổi trước Kim Đoàn chia sẻ đấy, chứ họ không ăn đường tinh luyện, đúng không? Rồi cho cho mình nâng người lên, đè về. Thì chúng ta là hầu hết đều dùng, và thậm chí các hàng quán cũng sử dụng rất là nhiều. Thành ra là những cái đồ không tốt đó chúng ta hàng ngày đưa vào cơ thể rất với một cái khối lượng rất là lớn, nhưng chúng ta cũng chẳng thắc mắc, cũng chẳng quan tâm, thậm chí cũng chẳng có đánh giá là nó tốt hay xấu. Hầu hết chỉ nói chung chung là ôi nó cũng không tốt lắm. Thì có nghĩa hàng ngày chúng ta đang ăn cái chất độc hại vào cơ thể, nhưng chúng ta lại không biết đó là chất độc hại, và chúng ta đánh giá sai cái tầm quan trọng của cái sự tác động cái chất độc hại đó đến cơ thể chúng ta. Nhưng chúng ta lại có thể sẵn sàng từ chối ngay một cái liệu pháp nào đó hay một cái loại sức khỏe nào đó giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Ví dụ ăn uống sạch sẽ hơn thì chúng ta lại bảo rằng là ôi giời, tôi vẫn ăn như bình thường, có làm sao đâu, vẫn khỏe mạnh đúng không? Không tập thể dục thì ôi giời, không sao hết. Có nghĩa là cái gì đó mà chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ dễ dàng từ chối, chứ không phải nó không tốt. Bất kỳ một điều gì nó có trong cuộc sống này nó đều có cái giá trị nhất định, chỉ là tốt nhiều hay tốt ít đối với từng cá nhân thôi, từng tình trạng hiện tại của từng cá nhân thôi. Thì chúng ta lưu ý này, nếu như các bạn ấy không có cái thói quen làm sạch cái ruột non của mình đấy, cái ruột non của mình đấy, thì toàn bộ cái lông ruột đó theo thời gian nó cũng giống như là cái đường ống đấy, đường ống dẫn nước ấy, dầu mỡ nó bám vào, các cặn bẩn nó bám vào, các cái vi khuẩn độc hại nó bám vào, cụ thể là rất nhiều giun chẳng hạn, nhiều giun nấm chẳng hạn đấy, thì các bạn có ăn gì chăng nữa cũng trả lại, đúng không? Tiếp theo đó là trong cái môi trường sống, cái môi trường đó là cái môi trường sống rất là tốt cho các loại vi khuẩn độc hại nó tiềm ẩn trong cơ thể chúng ta. Thì thường thường thi thoảng có người điều kiện tốt hơn một chút, trí thức tốt hơn một chút. Rồi từ từ giữa thẳng ra, hạ gối, hai gối mở rộng bằng vai, thì nạc đà nhé. Tiếp tục này, cả người về sau, nâng cao lồng ngực của mình lên, ngửa đầu về sau. Rồi, mức đơn giản nhất, thấp nhất, thì trong ruột non của mình rất là nhiều giun, nhiều sán, đúng không? Có người thì họ có điều kiện mà họ có cái kiến thức tốt thì có thể vài ba năm họ đi tẩy sán một lần. Cái liệu trình xử lý tất cả các loại vi khuẩn, các cái loại gọi là các loại ký sinh trùng trong cơ thể chúng ta đấy, thì thuốc giun không thể xử lý được hết,
buộc phải sử dụng cái liệu trình thầy Jun có thể đến 6-7 ngày ở bệnh viện ấy. Họ cung cấp cho chúng ta cái dịch vụ đó. Thì có nghĩa là chỉ đơn giản nhất là tẩy run thôi, nhưng rất nhiều người thì có khi đến cả chục năm rồi cũng chẳng tẩy thôi. Có khi họ còn nói thêm vào là ôi giời ăn như thế này thì run cũng chết. Mà có khi run cũng chết thật, cứ uống rượu thì run cũng chết, chẳng còn nào sống được. Mình còn chết nói chi là run, đúng không ạ? Trong một thời gian tiếp theo nữa, dài hơn một chút nữa, thì toàn bộ các cái chất cặn nó bám vào cơ thể chúng ta, bám vào trong các cái lông ruột ấy, nó làm dính các cái lông ruột vào nhau, gọi là vi nhung mao. Lông ruột nó dính vào nhau, nó bết vào nhau, nó giống như cái búi ấy. Các bạn hình dung các cái búi, búi sung ấy. Nó dính hết vào nhau, nó đơ. Thế là bắt đầu nó làm, khi nó đơ rồi mà nó dính các cái chất bẩn bám vào bên ngoài rồi, nó không sạch được, đúng không? Rồi siết chặt cổ, gập đầu lên. Rồi siết chặt bụng, gọn người lên. Rồi ngồi xuống, nằm xuống, duỗi dài hai tay về trước. Thì đứa trẻ, khi các cái lông ruột của chúng ta bị đơ rồi đấy, thì tương đương với việc đó nó sẽ không dao động và nó không giữ được thức ăn nữa. Và khi nó không giữ được thức ăn thì nó sẽ không có cái gì để mà hấp thụ vào trong cơ thể của chúng ta, đúng không? Mà thức ăn chỉ ở đó và trôi đi thôi. Thì tất cả những người hay đi đại tiện hay đi phân sống đấy là những người bị đơ lông ruột. Có nghĩa là toàn bộ cái lông ruột của chúng nó không có dao động, nó không có cái sự dao động, nó chỉ đứng yên tại chỗ thôi. Thành ra thức ăn nó trôi đi, nó cứ trôi qua thôi. Thành ra là họ hầu hết là đại tiện ra phân sống. Thì các bạn tìm ra giải pháp rồi, đúng không ạ? Tất cả những người có vấn đề liên quan đến đại tiện mà có cảm giác như vẫn còn thức ăn thì có nghĩa là cái lông ruột của chúng ta đang bị rất là mất vệ sinh. Tương đương với những cái hôm mà chúng ta uống rượu say say một chút ấy, hôm sau mà nhiều quá mà nôn chớ hoặc đại tiện ra nguyên cả thức ăn luôn, đúng không? Thì có nghĩa là ngày hôm đấy là lông ruột chúng ta bị đơ rồi, nó say quá nó đơ. Chúng ta uống say thì lông ruột cũng say chứ, toàn bộ cơ thể chúng ta đều say, đúng không ạ? Và ngược lại vấn đề đó là táo bón nhé. Rồi, buông lỏng nhổm nhảy. Tiếp tục này, duỗi hai chân của mình về trước, căng duỗi. Hết vào vươn lên. Rồi, thoải mái duỗi xuống. Khi mà táo bón ấy thì hơi phức tạp hơn một chút. Phần vì các bạn uống thiếu nước. Nước nội bào và cả nước ngoại bào, đúng không? Và phần vì cái lông ruột của bạn dao động quá là mạnh. Và khi thiếu nước nữa, phân của mình xuống dưới đại tràng đấy, xuống dưới ruột già đấy, thì cái chức năng của ruột già là nó hấp thụ lại nước. Có nghĩa là khi chúng ta thiếu nước thì thay vì chúng ta đi uống nước thì chúng ta lại lười uống nước, thì cái ruột già nó lại uống lại cái nước ở trong phân của chúng ta. Thì các bạn có để ý thấy là tất cả những người nhá mà uống thiếu nước, thứ nhất là da dẻ là khá xấu này, thứ hai là họ lúc nào cũng bị khô môi. Môi của họ cứ bị khô, lúc nào cũng cảm giác như bị nẻ, bị bong ra chết đấy. Đúng không ạ? Cái trường hợp này rất là nhiều, thậm chí rất nhiều cô gái xinh đẹp môi vẫn bị khô như chuyện bình thường. Đúng không ạ? Thì các bạn biết được cái cách để xử lý nhá. Rồi, không nói xa nữa, mà chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề chính thôi. Vậy thì cái lông ruột khi nó khỏe mạnh ấy, nó sẽ giữ được thức ăn ở lại trong cái ruột non đó, và bắt đầu nó sẽ hấp thụ, đưa dinh dưỡng đó, tách phân cái dinh dưỡng đó nhỏ hơn ở cái cấp độ tế bào để đưa vào máu, và máu sẽ đưa tới tế bào, đúng không? Rồi, từ từ buông lỏng. Tất cả cái quá trình đó nhổm dậy có thể kéo dài, tất cả những quá trình đó nhé, có thể kéo dài từ lúc chúng ta ăn cho đến khi chúng ta đẩy hết ra ngoài cơ thể. Đối với một số thực phẩm, ví dụ như thịt có thể tồn tại trong chúng ta, nếu như không đại tiện ra mà cứ để nguyên trong cơ thể chúng ta đấy, thì nó sẽ ở lâu trong cơ thể chúng ta khoảng tầm 8 tiếng cho đến 12 tiếng, thậm chí là 24 tiếng. Các bạn hình dung là cái phân mà nó ở trong người chúng ta đến 24 tiếng thì nó kinh khủng đến mức độ nào, đúng không ạ? Một chút phân chúng ta để khoảng tầm 2 tiếng bên ngoài, chúng ta đã thấy cảm thấy rất là mệt mỏi, khó chịu rồi. Đấy là do là chúng ta nhìn thấy, chúng ta đã cảm thấy cái mùi nó rất là hôi hám, nó rất mất vệ sinh, đúng không ạ? Thì các chất mà sau khi nó ở trong cơ thể chúng ta, nó đã lên men ở cái ngưỡng mà cơ thể không thể ăn được rồi, nhưng nó vẫn không được đào thải ra ngoài. Lý do làm sao? Cái lông ruột của chúng ta nó bị đơ, nó không có cái nhu động ruột để đẩy tất cả những cái thực phẩm không sử dụng được nữa hoặc quá hạn sử dụng ra ngoài. Thành ra cơ thể chúng ta làm sao ạ? Ăn lại những cái thực phẩm ôi thiêu ở trong người của chúng ta đấy. Ôi thiêu nhưng vẫn bị cưỡng ép phải ăn mà. Để đấy vẫn bị cưỡng ép phải ăn tiếp. Cứ có là nó tự động nó làm việc thôi.
Thành ra lâu dần là chúng ta hỏng cái đường ruột của mình. Thì bằng chứng chứng minh rồi đúng không ạ? Tất cả những người ăn nhiều những cái thực phẩm liên quan đến đạm đỏ đều ít nhiều có vấn đề liên quan đến đường ruột. Rồi từ từ buông lỏng, xoay người đổi bên. Và cái điều quan trọng nhất nhá, cái điều cuối cùng đấy, chính là con số. Các bạn mua 10.000 đồng tiền thức ăn, không tính công chế biến nhá, mua sẵn luôn, thì khi đưa vào cơ thể chỉ còn được 3 đồng thôi, hoặc 2 đồng thôi, thì có nghĩa là chúng ta đang lỗ vốn khá là nhiều. Thay vì chúng ta kinh doanh lãi ở đâu không biết, nhưng trong cơ thể chúng ta lỗ trầm trọng mà chúng ta không biết gì đúng không ạ? Thì nguyên nhân chính là do cái lông ruột của các bạn, một là bẩn quá, hai là ăn nhiều chất độc hại trong thời gian quá dài nó tự bị hỏng, và ba là do cơ thể chúng ta tự xuống cấp, có thể là do di truyền hoặc do chúng ta trong quá trình sống chúng ta dùng hết dần khấu hao thì nó xuống cấp. Nếu như ở cái trường hợp một là tự nhiên nó xuống cấp do gen di truyền thì phải chấp nhận thôi, chúng ta sẽ nâng cấp bằng các cái giải pháp khác. Còn nếu như do chúng ta ăn uống sai cách, đúng không ạ, làm cho cơ thể xuống cấp thì buộc phải xử lý. Tại vì càng không xử lý thì các bạn sẽ bị lỗ càng nặng hơn. Giả thiết như các bạn chỉ mua những loại thức ăn bình thường giá 10 đồng thôi thì lỗ 7 đồng một chút cũng chẳng mất gì nhiều. Nhưng bây giờ các bạn hình dung, các bạn mua đông trùng hạ thảo, sâm nhung, quế phụ à, cả tỷ đồng, nhưng ăn vào người cũng chỉ được 2-3% như vậy thôi, thì điều gì xảy ra? Lỗ nhiều quá đúng không? Thì bằng chứng đã chứng minh rất là nhiều rồi. Có rất là nhiều người ăn uống rất là thanh đạm, thậm chí còn thô sơ cơ, nhưng họ rất là khỏe mạnh đúng không? Còn có rất nhiều người ăn rất nhiều thực phẩm tốt nhưng vẫn không khỏe mạnh. Từ từ buông lỏng quay lại. Tiếp tục thì lưỡi câu ngồi, kéo hai chân lại. Rồi hít sâu thẳng lưng, trải dài người về trước. Rồi cúi đầu xuống. Vậy chúng ta có thể tổng kết được sơ qua rồi đúng không ạ? Lát nữa Kim Toàn sẽ tổng kết lại hết cho các bạn. Các bạn có thể tự tổng kết sơ được rồi đúng không ạ? Nếu như đường ruột của chúng ta không được vệ sinh sạch sẽ, không được chăm sóc, cụ thể là ruột non ấy, thì sẽ dẫn tới làm sao ạ? Toàn bộ hệ thống lông ruột của chúng ta sẽ bị hỏng. Và khi đó thì chúng ta sẽ không hấp thụ được những thức ăn tốt, bao gồm cả thuốc chữa bệnh nhá. Tại vì chúng ta không thể uống thuốc mà nó ngấm một phát và thẳng vào tế bào máu đâu, mà vẫn cần phải đi qua lông ruột. Tất cả mọi thứ đều được kiểm soát thông qua lông ruột. Tại sao có rất nhiều người ốm rất là nặng nhưng lại hồi phục rất là nhanh, đặc biệt là đối với nữ giới nhá. Các bạn có để ý thấy là nữ giới họ ốm nhưng họ hồi phục rất là nhanh, kể cả là về cơ thể vật lý lẫn cảm xúc. Nhưng với nam giới thì quá trình hồi phục rất là chậm, không ốm thì thôi chứ mà ốm một phát là có thể là sập luôn, hoặc hồi phục cực kỳ chậm. Lý do như các buổi trước Kim Toàn chia sẻ rồi, một phần vì cơ thể của nam giới quá là cứng, các tế bào nó già, và chúng ta sống cũng như là duy trì cuộc sống của mình là sử dụng bằng ý chí thôi, chứ không phải dùng bằng sức khỏe của các bộ phận đó. Hầu hết là ý chí quá lớn tạo ra cái áp lực lớn, bắt cơ thể làm việc, tăng cái năng lượng lên. Nhưng những bộ phận trong cơ thể của mình là đang có tổn thương rất là nhiều. Đặc biệt là những cái người nào mà càng ý chí mạnh thì càng có vấn đề về dạ dày, đường ruột. Không bị dạ dày thì bị ruột non, không bị ruột non thì bị ruột già. Lý do tại sao thì các bạn biết rồi đúng không? Tự chúng ta, nhất là những người có vấn đề thì cụ thể sẽ biết rõ nhất, sâu nhất. Rồi, từ từ buông lòng nhổm dậy. Rồi hai chân về trước. Đập cái chân của mình một chút. Các bạn đừng quá quan tâm nhiều tới các cái động tác nó có tác dụng gì nhá. Chắc chắn là nó có tác dụng thì Kim Toàn mới chia sẻ đúng không ạ? Chắc chắn một điều như vậy. Chúng ta đừng quá quan tâm tới tác dụng của các động tác, mà hãy quan tâm tới cái kiến thức đi kèm đấy. Thì trong bài tập đã có sẵn rồi, chúng ta chỉ quan tâm nhiều tới các kiến thức đi kèm thôi, các sự chia sẻ đi kèm thôi. Rồi, vừa rồi là toàn bộ các cái kiến thức cũng như là các cái động tác trong bài tập. Thì các bạn có thể trải nghiệm thấy ngay rồi, cảm nhận thấy ngay đúng không? Nhất là những người có cái vấn đề sức khỏe của mình tới cái ruột non của mình nhé, thì các bạn sẽ là người hiểu rõ nhất về vấn đề sức khỏe của mình. Và sau đây Kim Toàn sẽ tổng kết lại toàn bộ các kiến thức của bài ngày hôm nay, ngắn gọn lại, tổng kết lại để giúp các bạn có thể hiểu nó rõ ràng hơn. Và nó có cái tầm đánh giá, có nghĩa là mình phải có cái sự nào đó là sự đánh giá cái tầm quan trọng của cái việc này, để tránh cái trường hợp là chúng ta làm sao ạ, coi nhẹ các loại kiến thức như thế này. Thành ra được khi mà chúng ta xảy ra vấn đề rồi thì chúng ta mới ớ ra và không biết tìm ở đâu ra cái giải pháp nào đó cả. Không có ở đâu nhá,
ở bác sĩ cũng không có đâu. Bác sĩ họ chỉ cho các bạn cái giải pháp để chữa bệnh thôi, còn phòng bệnh là không có đâu nhá. Chúng ta phải học ở những nơi khác, mà học ở đâu thì bây giờ chả ai nói cả, đúng không? Rất là khó, thành ra chúng ta không biết tìm đâu cả. Rồi Kim Toàn tổng kết này nhá, để chúng ta có thể hấp thụ được triệt để thức ăn đưa vào người thì chúng ta cần phải có cái ruột non khỏe mạnh, cụ thể là cái hệ thống lông ruột của chúng ta. Mà chúng ta muốn có lông ruột của chúng ta khỏe mạnh thì làm sao ạ? Chúng ta phải thường xuyên làm sạch nó. Ví dụ một năm phải làm sạch khoảng tối thiểu khoảng 2 lần. Tối thiểu khoảng 2 lần nhé. 2 lần đó có thể là một cái liệu trình nhịn ăn, cũng có thể là các cái sử dụng các cái thực phẩm chức năng đi kèm, hoặc là các cái sử dụng các cái thực phẩm chức năng tự nhiên nhé. Các bạn có thể tự chế hoặc tự sáng tạo ra, đúng không? Rất là nhiều. Và cái giải pháp tiếp theo là cái giải pháp mà rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng hàng ngày này. Cho dù chúng ta có làm sạch cái chăng nữa nhưng chúng ta vẫn hàng ngày đưa chất bẩn vào thì cũng không giải quyết điều gì cả, đúng không? Chúng ta phải cắt và hạn chế dần, cũng như là phải để ý quan sát rằng cái lông ruột của mình ấy, cái ruột non của mình ấy, nó nhạy cảm, nó phản ứng với một vài loại thực phẩm hay đồ uống nào đó thì chúng ta làm sao ạ? Phải cắt đi. Có rất nhiều người ấy, ăn sữa một cái, uống sữa vào một cái là đi đại tiện luôn, đúng không? Đi té xe luôn, đi ngoài luôn. Thì các bạn hình dung này, có rất nhiều trường hợp như vậy, thì táo bón cũng vậy. Thì tại sao chúng ta lại táo bón, tại sao chúng ta lại bị tiêu chảy, đúng không? Thì nguyên nhân rất là lớn là do là cái đường ruột của chúng ta có vấn đề, đúng không? Rồi, cái giải pháp thứ ba là cái giải pháp cực kỳ quan trọng nữa, là các bạn phải thường xuyên tập luyện giáo dục thể chất và phải lựa chọn cho mình một cái môn thật phù hợp nhé. Nếu như các bạn lựa chọn Kim Toàn rồi thì cứ thế tập với Kim Toàn thôi. Kim Toàn cam kết là những cái bệnh lặt vặt này chắc chắn 100% sẽ tự động là khỏi hết. Rồi, thật là tuyệt vời, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Kim Toàn chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hữu ích lần sau.